Xin chào anh ạ. Anh ơi, rất là vui vì ngày hôm nay là đã là gần như là buổi cuối của mình rồi, đúng không ạ? Anh cảm nhận như thế nào về cái liệu trình của mình về chiều sâu ạ? Anh cũng cảm thấy rất là hài lòng vì vùng râu trên má và cái cằm thì cũng rụng gần hết rồi, chỉ còn ở vùng cằm là còn nó còn sót lại. Vâng ạ, thế là ngày hôm nay em nhìn thấy da của anh rất là mềm rồi, là gần như là phải nhìn rất là kỹ thì mới nhìn thấy là cái sợi lỗ chân lông của mình. Thì sau những cái buổi điều trị ở OIO thì anh cảm nhận như nào ạ? Công nhận là các bạn thì làm rất là nhiệt tình. Vâng. Nhưng mà 1-2 buổi đầu thì có vẻ là cũng hơi rát, nhưng mà dần dần thì cũng quen rồi. Vâng. Cảm giác là thấy bình thường. Vâng. Thế cái kết quả thì anh cảm nhận như nào ạ? Kết quả thì cũng rất là hài lòng, nhưng mà mấy đầu thì bảo là 6 buổi là sẽ ok, nhưng mà chắc là tại do mình nó cũng cứng quá nhiều quá. Nên là hôm nay là cũng đến buổi thứ 9 thứ 10 thì đấy rồi. Vâng. Trước đây là cái hình ảnh trước đây râu của mình là có nhiều không anh? Nhiều. Khắp mặt, khắp cằm. Rất là nhiều. Vâng. Thế vừa râu quay nón, vừa ria mép rồi các thứ nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Thế là anh có tốn nhiều thời gian cho cạo râu không ạ? Hàng ngày anh tốn nhiều thời gian không? Một ngày cạo một lần. Một ngày cạo một lần, mỗi lần thì cũng chắc cũng phải 5 phút đi nhỉ? Nó tầm đấy. Thế xong rồi nhân cho một năm, xong nhân cho phải tầm 5 năm, 10 năm, 20 năm thì thực sự là quá nhiều thời gian đúng không ạ? Đúng rồi. Tại vì mình cũng mua mấy cái máy cạo râu và cạo thì thực sự là nó còn không còn tốn còn nhiều hơn cả là chi phí đi triệt nữa, cho nên là đi triệt luôn cho nó nhanh. Vâng. Thế bây giờ đúng là nhìn cái hình ảnh này thì em không nghĩ là trước đây anh nhiều râu như thế. Hôm trước thì chúng tôi mình có chụp ảnh lại hôm trước khi chịu. À thế ạ, bây giờ anh còn cái ảnh đấy không ạ? Không, chúng tôi mình chụp thôi. Chứ còn mình thì không. Vâng. Công nhận là rất là nhiều luôn. Chỉ có thể so sánh ạ. Vâng ạ. Thế thì ở cái buổi ngày hôm nay thì em thấy anh rất là vui và rất là hài lòng với dịch vụ của bên em rồi ạ. Đúng rồi. Okay. Đó, thì trước đây khi mà nhiều râu như thế anh có gặp những cái bất tiện gì ngoài cái việc cạo râu tốn nhiều thời gian không ạ? Có chứ. Cạo nhất là mình cạo bằng máy nhưng mà gần như là nó không thể sạch được. Và nói chung là cũng hơi rát. Hơi rát. Ở da thì nó kiểu như thế là lỗ chân lông nó to ấy. Đúng rồi. Em nhìn thấy da của anh là da rất là sáng và mềm. Bởi vì da sáng mềm nên đôi khi rất là dễ bị kích ứng và nhạy cảm. Đúng rồi. Vậy cho nên là khi mà làm ấy thì mụn rất là dễ, khi mà anh cạo nó bị vướng vào da, nó bị sờt da thì cái mụn ở xung quanh cái vùng đấy nó sẽ xuất hiện. Nó bị gọi là bị viêm lỗ chân lông và xuất hiện những cái mụn đấy. Đúng rồi. Khi mà mình cạo nhiều thì những cái mụn này nó sẽ, cái vi khuẩn mụn nó sẽ lây sang những bên xung quanh và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái thẩm mỹ của mình. Ngày hôm nay thì thật sự là đã thấy đỡ hơn rất là nhiều. Da của anh có thường xuyên bị mụn không ạ? Ngày xưa thì cũng có, nếu trong hồi sinh viên thì không có, nhưng mà sau khi đi làm thì bắt đầu có. Nội tiết tố. Đúng rồi. Bây giờ thì đã hết rồi. Khi mà tia laser tương tác như này trên da của anh cảm thấy như nào ạ? Cũng bình thường. Vâng. Không đau rát như ngày đầu nữa. Vâng, quen rồi đúng không ạ? Lúc đầu thì nó hơi nhiệt một chút thôi. Đúng. Đó, thì rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh ạ. Thì hy vọng là trong những buổi ngày hôm nay thôi thì da của anh sẽ thực sự rất là đẹp. Và về râu thì mình sẽ không cần phải lo lắng nhiều nữa. Vâng, em chào anh ạ. Vâng, chào chị.